ngon quá. Em thử cái bia này anh có thấy good không? Nó ngọt ngọt, nó giống như là trái cây rồi đó, không ngon. Thì nó gọi là rượu apple mà. Tại anh nhà đồ hơn mấy người này. Thú thật tôi uống rất là nhà đồ các bạn ơi. Tôi không ăn, không uống. Món này nhậu ngon lắm nè chồng. Tôm gì đó, sốt bơ tỏi gì đó, nhậu đã lắm. Vào đam mê. Vừa ăn không? Đúng rồi. Vô một cái đi baby. Vô. Cứ trong tình quê. Không say không về ha. Không say sẽ ở nhà.